À, nay mọi người đi tham quan vườn của cô Út tới nha mọi người. Cô Út tới trồng hành hẹ rồi chuẩn bị lên trồng ớt nữa. À, cô Út tới thì trồng xung quanh rất là nhiều, cô Út tới là trồng tới 9 công lận. 9 công hẹ. Hẹ là chủ yếu cả 80% hẹ. Hành với lại cô Út sống xuống trong ớt. Của cô Út tới đây nó bị mạch lạc rất là nhiều. Đấy, cô Út phun 2 ngày rồi nhưng mà lá non nó vẫn bị đây. Chứ những cây lớn đây, những cây lớn nó đang bị luôn, nó không có hết, nó không có triệu chứng dừng lại. Thì mình sẽ chiều nay mình sẽ đem cho cô Út một cái cử thuốc phun, mình kiểm chứng lại 3 ngày sau mình sẽ quay lại mình xem ha. Rồi. Còn rất là nặng nè, lá mới cũng bị, lá nào cũng bị hết, ngay bụi lớn nó cũng bị. Em về quan tâm nhất là đừng có bị bạc lạc là được rồi, đừng bị bạc lạc, đúng không? Đừng bạc lạc là thấy được á, ok. Dạ. Đừng có bạc lạc với hẹ tốt, lá bự là được à. Dạ, hẹ thôi mình mong muốn ăn được mấy cử nha. Chắc 9 cử hoặc 10 cử. Dạ. Lá này là mong muốn là lá bự. Mong muốn là lá cho nó bự cho dễ bán. Dạ. Còn này hẹ thì lá bự sẽ dễ bán hơn. Dạ, lá bự là dễ bán. Dạ. Ngoài cái mạch lạc ra thì mình còn mình gì bán ngay ngại cho hẹ nữa không ha? Cứ bày bị nó cũng như là sâu bông, mà nó bán sâu bông nó như bị nó là con dòi đục lá, lá nó đục đục cái lá nó đỏ, cái đầu sụ xuống vậy nè. Dạ. Dạ rồi. Rồi. Cái đó đó. Dạ. Sợ hai cái đó nó bạc lạc với cái đó chứ không sợ gì. Dạ. Dạ thì khi mà xịt cái thuốc của con vô vậy nè hả cô. Cái lá cô nó sẽ rất là bóng nha. Ví dụ như nếu mà chuyên trị bạc lạc mà lá mà nó bóng nó xanh lên á thì nó là 40 ngàn đồng một bình. Yeah. Còn nếu như mà cô mà ưng bụng á, cô cho con thêm 20 ngàn nữa thôi, con kè cho cô thêm một cái thuốc con xịt vô không, cái lá mình sẽ cứng, nó đứng lên. Yeah, rất là đẹp luôn. Là một bình 60 phải không? Dạ, là 60 cũng rẻ nữa. Dạ, 40 hoặc 60 tùy cô thôi. Tùy cô. Rồi 60 đi, lấy 60 đi. Dạ. Thì con cũng chia sẻ với cô gì, nếu mà đối với cái bệnh bạc lạc á nha, mà mình không có biết thuốc mình trị á, con cam kết với cô luôn, một bình 200 ngàn xịt chưa hết. Đúng rồi. Có người con nói cô là xịt một bình 200 ngàn, 300 ngàn luôn, nhưng mà bạc lạc vẫn bạc lạc vẫn, không vẫn hết bình thường. Họ xịt là tới nói là họ hỏi họ bây giờ bị bệnh này rồi sao vậy anh, lắc đầu bó tay 400-500 ngàn một lần thuốc, mua cái bao thuốc về cũng không hết. Nhưng mà tụi con có một cái bí kíp nhỏ thôi, giống như là do cái kinh nghiệm thực tế đi nhiều nên là tụi con nhìn là tụi con biết với có cái bài thuốc nó vừa rẻ mà nó vừa hiệu quả, nó giúp cho bà con nông dân mình được rồi. Cái chỗ đó còn gì nữa, muốn mua thuốc điện cho con hả? Dạ cứ điện cho Phúc rồi Phúc nó sẽ sắp xếp con người giao tới là ngày con tên luôn. Là con hiện Zalo lên phải không? Dạ dạ dạ. Rồi sau này cô kết bạn Zalo đi, à mình gọi video call đó cô. Dạ. À giống như game mình quay y thinh cho ta coi luôn. Rồi cô có bị ví dụ như cô ra mà có bị gì á thì cô cứ chụp phịch kỹ lại gửi qua cho con. Cái này giải lót là giải gì chiều chở qua cho cô bao luôn đây. À, dạ. Cái này là bao nhiêu công cô? Bao nhiêu công cô? Công một à? Công một công hàng mét vuông đó. Công bây giờ cô xài chịu khó tốn tiền chút xíu nè. Mà cho nó tốt. Đất nhà đúng không cô? Dạ, dạ, dạ. Đất nhà là cô xài 2 bao 40 kg đi. Làm bao nhiêu? Dạ một bao là 325 ngàn. Là 2 bao là 650. 650. Dạ 650. Cô nó sẽ cây ớt của mình đó cô. Cô trồng không? Dạ. Cái bệnh đó là cái bệnh mà mình sợ nhất. Cái bệnh nấm thì tốt to gan là cái lá chân mà nó vàng, với lá chân nó vàng ngược càng ngày càng đúng rồi vàng cái lá ngược dạ, dạ. Dạ đúng rồi cái lá mà dưới chân nha, dưới chân nó đi từ dưới chân nó đi ngược lên là đó thì cái đó là con không phải con có thể giúp cho cô mình đó. Hẹ ai nên là cái này thì cô chịu khó cô nặng tay chút xíu, mình nặng đầu mình nhẹ đó. Là gì? À, nặng đầu cứ nhẹ đôi nhặt cách bao lâu mình xịt một lần? Ba bữa xịt cử đó. Ba bữa xịt cử. Mà ba bữa trước mình xịt rồi mà giờ nó chưa. Giờ trở lại ba bữa thấy xịt đợt rồi đó thấy nó im đó. Dạ. Tính mua nữa đó mà. Dạ. Còn một bình 100 ngàn là chưa hết đúng không? Nó hết. Nó giảm rồi đó. Dạ. Chứ bộ hổm còn vàng nữa phải không? Cái bộ hổm nó còn vàng nữa. Dạ. Có cái giải pháp tiết kiệm hơn. Bây giờ mình có một cái giải pháp tiết kiệm hơn. Mình có 40 ngàn à? Là một bình 40 ngàn. Tại vì bây giờ lại lấy 60 đi, lấy 60 như lại đi.
Một là 40 ngàn là chú phun nó sẽ hết bệnh mạch lạc. Không, chú luôn 40 ngàn. 40 ngàn. Bệnh. Còn thứ hai á, giải pháp 60 ngàn á là nó vừa hết bệnh mạch lạc mà nó vừa dày lá đứng lá luôn. Thì thôi vậy lấy cái gói 60 ngàn đi. Dạ. Lấy cho chú đi. Mình phun khoảng bao nhiêu bình á? Cái này là chú phun công là 3 bình đó. 3 bình vậy lấy 6 bình. 6 bình. 2 lần đi. 6 bình là 2 lần đó. Ừ. Mà thường ở đây là mình trên hè này mình ngại bệnh gì nhất ha, chú? Nó là chú ngại có cái là mạch lạc chứ còn mấy bệnh kia chú trị được hết trơn. Dạ mạch lạc. Ừ, chỉ giúp mạch lạc thôi đúng không? Ừ, đưa cho chú xịt cái trị cái mạch lạc đi. Dạ. À có gì chí mình quay phim kẹt cảnh cái to lại. Cái to chị bệnh mạch lạc nó như cái thuốc không. Đó. Đây. Ở đây cô. Chào quý bà con thân mến, đây là những loại thuốc mà chỗ nhà chú lấy của một số cửa hàng họ đưa chị cái bệnh mạch lạc đây, nhưng mà phun nó vẫn chưa được hiệu quả lắm. Còn một bình tới tặng 100 ngàn, là cái dưỡng chất hữu cơ vậy nè. Thứ hai là cái rót sản phẩm thì chỉ là ra để thôi, phải trị bệnh. Thứ ba là cái diêm lục tố. Tố này nó chỉ hỗ trợ là xanh lá thôi. Thứ tư là cái sản phẩm nano rod. Đây nano rod này đây là chiếu là ra rải, cái này thì chiếu là nó bóng lá thôi chứ nó là rải với bóng lá thôi. Đấy, thì tổng cộng là 4 cái sản phẩm này thì chị mạch lạc. Nhưng mà phun nó không có hết. Để mình sẽ có một cái thuốc riêng mình đưa cái một bệnh 60 ngàn, nó sẽ đảm bảo và sẽ đảm bảo luôn là khi mà cắt thì nó sẽ không cắt lên cái lá mới, là nó sẽ không bị nữa. Cảm ơn các bạn đã xem.